Xin chào các bạn, chào mừng các bạn quay trở lại với Sơn TV nhé. Ngày hôm nay thì Sơn đang có mặt ở bản Cát Cát và cái khu vực này thì nó là cuối bản rồi. Và hôm nay thì Sơn sẽ đưa mọi người đi khám phá xem là khu bản Cát Cát này có những cái gì đẹp, những cái gì đặc biệt không nhá. Thì theo như Sơn thấy thì ở đây thì cũng rất là đông du khách đang mặc những cái bộ trang phục của người H'mông Mông và đang đi tham quan ở khu bản này. Và ngày hôm nay thì Sơn sẽ đi review tất cả những khu xung quanh ở nơi đây xem là có những cái gì đẹp, có gì hay thì Sơn truyền tải về cho các bạn xem nhé. Ở đây thì là con đường đi xuống một con thác các bạn ạ. Ở bên dưới này thì có một con thác và không biết là con thác này nó sẽ như thế nào. Và bây giờ thì Sơn sẽ đưa mọi người đi xuống dưới này xem là thác nước có đẹp không các bạn nhé. Ở trên này thì chủ yếu là người đồng bào ở dân tộc H'mông. Thế nhưng mà như ngày hôm nay thì Sơn di chuyển ở nơi đây thì thấy kể cả du khách cũng mặc những cái bộ trang phục của người Mông, cho nên là rất là khó phân biệt đâu là người Mông thật, đâu là một người Mông đang đóng giả nữa các bạn ạ. Và thấy cũng khá là nhiều những trai xinh gái đẹp đang đi tham quan du lịch ở đây. Kể ra là các chị em phụ nữ mà đi xuống đây mặc những cái bộ trang phục của người đồng bào H'mông mà chụp ảnh dưới này thì cũng sẽ khá tuyệt vời. Vì cái view cảnh ở đây cũng như là khi mà đứng chụp và với những cái bộ trang phục của người H'mông ấy thì Sơn nghĩ là rất là đẹp. Các bạn đi du lịch Sapa thì cũng lên ghé chân xuống gọi là cái bản Cát Cát này. Nên ghé chân xuống đây một lần để cho biết, vì dưới này thì theo Sơn thấy khi bước chân đến đây thì cái này thì cũng khá là đẹp rồi các bạn ạ. Đây, khi chúng ta đứng ở trên cao và chúng ta quan sát xuống thì ở bên dưới kia thì nó có một con suối. Một con suối và có những cái guồng nước kìa. View cảnh ở đây tuyệt vời đấy. Ở đây chúng ta đi chụp ảnh cưới được này. Rất nhiều lần Sơn lên đây chụp ảnh cưới cho khách nhưng mà chưa một lần nào đi xuống con thác này và chưa một lần nào đi xuống cái bản này các bạn ạ. Có thể lần sau mình sẽ tư vấn cho khách đi xuống bản này để chụp ảnh nhá. Vì đứng ở đây chúng ta có thể quan sát thấy một cái view cảnh rất là tuyệt vời. Suối rồi thì nguồn nước rồi thì các nhà bản các thứ cũng khá là đẹp các bạn ạ. Bây giờ thì Sơn tiếp tục di chuyển đi sâu xuống bên dưới hơn nhá. Chúng ta sẽ đi sát với những con suối và xem ở dưới này nó còn những cái gì nữa không. Ở đây thì người ta cũng cho thuê rất là nhiều những cái bộ trang phục của người H'mông để cho du khách đến đây tham quan chụp ảnh các thứ. Cũng rất là nhiều những cái bộ trang phục đẹp các bạn ạ. Đó, như các bạn quan sát thấy đấy, các cô, các chị, mọi người là ai cũng thuê cho mình một bộ trang phục đẹp để đi xuống đây review chụp ảnh thế này. Bây giờ thì Sơn sẽ lượn chơi xung quanh đây một lát đã và ghi lại những cái hình ảnh nơi đây để truyền tải cho các bạn xem. Sau đó thì Sơn sẽ làm lấy một album ảnh ở đây các bạn ạ. Ảnh ở đây thì Sơn nghĩ chắc là rất là đẹp rồi. Vì cái view đây Sơn thấy rất là tuyệt vời. Về khung cảnh, rồi mọi thứ ở đây khá là đẹp. Gần như là ai đến đây thì cũng sẽ rất là tốn dung lượng máy. Vì có những cái view cảnh rất là tuyệt vời luôn. Đây, như các bạn quan sát thấy nó có một cây cầu. Cây cầu trên này, cây cầu làm bằng kiểu tre lứa thôi. Đó, đường về con nước, nhà của Mỹ, Trường Cửu. Bên dưới thì đây. Ôi, những cái cây dưới kia chắc là cái cây người ta nhân tạo ra thôi, không phải cây tự nhiên. Và mắc những cái võng ở dưới kia để cho du khách đứng chụp ảnh. Ở phía bên kia thì Sơn quan sát thấy có một ngôi nhà trình tường nữa các bạn nhỉ. Chắc là sẽ thử di chuyển sang bên ngôi nhà trình tường xem là có cái gì đặc biệt hơn không nhé. Chúng ta sẽ bỏ ra 90.000 một vé, 90.000 đồng một vé cho người lớn và 50.000 đồng một vé cho trẻ em để đi xuống bản Cát Cát này tham quan thì cũng rất là xứng đáng thôi. Vì ở đây nó cũng rất là đẹp. Ôi, đây. Đến đây rất là nhiều trai xinh gái đẹp đang mặc những bộ trang phục
của đồng bào để chụp ảnh ở ngôi nhà trình tường. Ngôi nhà này thì cũng nghe có vẻ cũng khá là cổ. Đây, mặc những bộ trang phục của đây là trang phục này, trang phục gì ở Mông Cổ. À, Mông Cổ. Thế này thì bây giờ là mọi người là đang nhập vai vào các cô Mông Cổ rồi, không phải là Việt Nam. Đấy, nhưng mà những bộ trang phục này đẹp tuyệt vời luôn. Xuống đây để chụp ảnh. Di chuyển thêm sang bên này chút. Đây, rất là nhiều thợ ảnh. Đây, đang chụp thời trang à anh? Đây, những bộ trang phục này là của người gì anh? Miêu à? À, Miêu bên Trung Quốc ấy. À, Miêu, người Miêu bên Trung Quốc. Là năm tư dân tộc Việt Nam. Đấy ạ. Những bộ trang phục hay nhỉ anh nhỉ? Nhưng mà những cái này bạc này bạc thật hay là bạc giả anh? Nhưng mà theo những cái bộ trang phục của người Miêu thì nó là bạc thật, nhưng mà đây là đồ trang trí rồi đúng không ạ? Vâng. Còn này đi đến đâu thì leng keng cái đấy nhỉ? Không chọn lại anh ạ. À, đúng rồi. Rất là đẹp, những bộ trang phục người Miêu và những bộ trang phục người Mông Cổ đều có thể áp dụng cho tất cả những cảnh view đây được các bạn. Đi một vòng ở đây thì chắc là sẽ lên con cầu trên kia và sau đó là sẽ di chuyển sang được cái đường bên kia. Và bây giờ Sơn sẽ đi một vòng như thế này ở trên này luôn để cho mọi người được khám phá hết nhá. Con đường hoa, đây gọi là con đường hoa, đi dọc theo bờ suối. Đằng trước Sơn thì đang có hai bạn Mông Cổ, bộ trang phục Mông Cổ khá là tuyệt vời. Trên kia có một con thác cũng khá là đẹp. À, chắc là lát nữa thì Sơn sẽ quay bằng flycam nữa các bạn ạ. Ở đây thì Sơn nghĩ chắc là quay được flycam. Hôm trước Sơn quay trên kia thì không quay được flycam, nhưng mà hôm nay ở đây thì Sơn nghĩ là quay được. Vì đây nó dưới bản, nó không phải là ở trên khu vực thị xã nữa, nên là chắc là quay được thôi. Bây giờ Sơn ghi hình kiểu này thì Sơn sẽ lưu lại được một trong những tấm hình mà có thể là mình cắt từ video ra được các bạn ạ. Như các bạn quan sát đấy, đẹp chưa? Nói chung là ở đây sẽ có một cái view cảnh vẫn phải gọi nó là tuyệt vời, rất là tuyệt vời. Đây, bên này có một con thác và du khách cũng đang chụp ảnh ở đây. Đấy, như các bạn quan sát thấy khá là tuyệt vời, khá là đẹp. Nhưng mà lên trên kia chắc là không sang được rồi. Bây giờ thì có khi Sơn sẽ phải đi quay lại con đường này và đi vòng sang đường bên kia thôi, sang cái vị trí khác nữa các bạn nhé. Bây giờ Sơn sẽ di chuyển lên cây cầu này và đi sang bên kia các bạn ạ. Đi sang khu bên này xem bên này có gì hot hơn không nhá. Đứng ở trên này quan sát sang cây cầu phía dưới kia thì cũng khá là tuyệt vời kìa. Cũng khá là đẹp. Lượn thêm một vòng nữa sau đó sẽ quay trên cao xuống cho các bạn xem. Ở đây có mấy chiếc guồng khá là to các bạn ạ. Guồng nước. Đấy, di chuyển sát gần hơn cho mọi người xem. Ở đây thì khả năng là quay trên cao xuống thì các bạn có thể quan sát được rõ nét hơn về những chiếc guồng này. Đó, dọc theo đây có 4 chiếc guồng các bạn. Ôi, như chiếc này đang ngừng hoạt động rồi. Chắc là do lỗi kỹ thuật. Guồng bằng tre bằng lứa, chiếc đầu nguồn.
Ở bên ngoài suối thì các chị em đang mặc những cái bộ trang phục của người Mông Cổ và đang chụp những tấm hình để lưu làm kỷ niệm ở đây. Khá là hay, khá là đẹp. Di chuyển sang sát bờ suối để xem mọi người chụp ảnh nhé. Ôi, đây có một chiếc kiểu như là xích đu làm bằng tre lứa thôi các bạn, cũng đẹp. Và bên đây thì có những chiếc võng rất là to cho mọi người đang chụp ảnh để cạnh con suối luôn. Đây nữa, cả một gia đình. Bạn này, bạn du khách này đang thử đi cây khà khẹo. Nhưng mà không đi chắc không đi được bằng mấy bạn Mông kia chứ. Mấy bạn Mông thử đi xem nào. Thử đi xem nào. Giỏi chưa? Đấy, kia ai nhìn mấy bạn Mông kia bắt chiếc kìa. Đấy, mấy bạn Mông kia đi trông có vẻ chắc chắn nhờ. Lại còn nhảy nhót luôn á. Giỏi chưa? Các bạn đi quen rồi. Các bạn đi quen rồi. Mình không đi quen khó đi lắm. Không khéo là ngã đấy. Phải đứng lên được ạ. Đứng lên được á, xong rồi đi nó dễ đi hơn. Mấy bạn nhỏ này là mấy cây khà kheo này là cho thuê à hay là cho thuê chụp ảnh? Cho thuê á, cho người ta thuê để đi à? Không. Thế để làm gì? À, để cho khách chụp ảnh nhá. Không. À, cho khách đi chơi á. Thế thuê bao nhiêu lần, bao nhiêu tiền một lần? Hả? Ôi, nói tiếng Kinh đi, không mình nói tiếng Mông thì chú chịu ơi. Nói tiếng Kinh nhá. Không nói tiếng Kinh à? Ôi, thế nổ tiếng Anh đi. Nói tiếng Anh đi được. Đấy, mọi người thấy chưa? Với khả năng lổ tiếng Anh của các bạn nhỏ người Mông ở trên Sapa này thì phải nói là tuyệt vời luôn. Lâm này, mấy tuổi rồi, 12. Thế học tiếng Anh ở tận đâu, học lâu chưa? Nhà có gần đây không? Nếu mà nói các bạn nhỏ ở trên này thì tiếng Anh các bạn lổ hơi bị hay luôn. Bạn theo đây, đi, đuổi ra đây, ra đây. Ơ, thế con thằng kia không đi à? Nó không thích đi. Không thích đi à? Mấy bạn đi khà kheo đi. Này, biết đi cái này lâu chưa? Lâu. Hả? À? Lâu. Lâu rồi á? À? Đi đi ra cầu đi nào. Đi ra cầu đây, đi. Đấy. Nhìn các chàng gọi là kiểu như là người cây. Đi cứ quịch. Nhìn cao ngất ngú luôn nhỉ. Thôi đi, quay lại đây đi. Quay lại đây thôi. Mấy cái bạn nhỏ đồng bào Mông các bạn ạ. Trông đi khéo ngã. Ôi, rất là hay. Thật sự là hôm nay xuống dưới này ghi hình thì Sơn thấy rất là tuyệt vời. Bởi vì quá nhiều những bạn trai xinh gái đẹp. Ví dụ như mấy bạn gái đây mặc những bộ trang phục người Mông Cổ. Tuyệt vời. Mình Sơn TV. Sơn TV à. Thậm chí là các cô đây nữa. Đấy. Tạo dáng rất là đẹp khi mà mặc những cái bộ trang phục của người đồng bào ở đây. Đi đến đâu thì chúng ta cũng có thể quan sát thấy các cô gái Hơ Mông và các cô gái Mông Cổ rất là nhiều.
nhé.